Hello mọi người, hôm nay mình sẽ trộn đồ ăn cho baby nhà mình nha. Hiện tại mình đang có tới 6 baby lận, cho nên là hỗn hợp ngày hôm nay á thì tụi nó ăn được 3 ngày. Mình cho 2 muỗng hạt đồ ăn trộn bình thường của mình, rồi 1 muỗng hạt đồ ăn trộn thảo mộc. Mình cho thêm 2 muỗng sâu, rồi đây là sung sấy. Rồi mình sẽ lấy cá sợi trắng với cả cá sợi đen rồi cắt ra cho tụi nó dễ ăn hơn. Mình sẽ cho thêm cá hồ để bổ sung đạm, 1 muỗng snack bắp, 2 viên mầm đậu matcha. Mình sẽ nghiền nát nó ra để cho ham nó dễ ăn hơn. Rồi 3 viên mầm đậu vị dâu, 3 viên mầm đậu vị Việt Quốc. Thật ra nó cũng như nhau cả thôi mà nó khác hương vị. Mình sẽ cho thêm thịt viên rồi cả thịt bò. Mình cắt ức gà cho hamster, 2 viên bánh mài rau củ xanh dùng để mài răng, bánh cá và hạt điều sữa, cho thêm một chút bánh đạm, rồi snap bắp, thêm cả loại bắp này nữa, và mình cho thêm vài lát thịt xoắn vào, cho thêm rau muống sấy khô để làm mát cơ thể. Mình sẽ cắt miếng khoanh gà sấy khô này, rồi cho thêm ít táo đỏ, một ít lòng trắng trứng, vài mẫu bánh trứng mè, rồi cái này là phô mai da u, mình sẽ cắt nhỏ ra luôn, thêm một viên vitamin cho tụi nó bổ sung đề kháng bên trong, thêm 2 cái bánh quy dùng để mài răng nữa. Bây giờ thì trộn lên và cho mấy con heo ăn thôi. Mọi người nhìn nhiều vậy thôi chứ ăn 2 đến 3 ngày là tụi này nó ăn hết sạch à. Khi mà mình kiểm tra lại chỉ thấy vỏ hạt hướng dương ở đây, còn lại là hết.